Vâng, xin chào cả nhà khoa học gia Hannah Ái Hanh Trần. Hôm nay mình muốn được vinh hạnh để giới thiệu quý vị hai cái sản phẩm mà mình nghĩ rằng tất cả chúng ta đều cần. À, người lớn, tức là từ 18 tuổi trở lên, mà đặc biệt càng lớn tuổi chúng ta lại càng cần hai sản phẩm này. Thì tên sản phẩm là gì? Cái thứ nhất, cái anh này là View, Quill. Cái này là Vitalize cho Women. Rồi cái anh này á, là cái chữ Q rồi, đại diện cho Q Sciences. Vitalize là làm sống lại, làm sống động, phấn khởi lại các bạn. Và cái chai này là cho men, nam một chai là cho đàn ông, một chai là cho đàn bà. Thì lý do tại sao chúng ta cần nó thì mình xin đưa quý vị vào cái PowerPoint của mình, và cái bài này chỉ có 5 phút thôi các bạn. Thành ra nhưng mà nó rất là có giá trị cho sức khỏe của chúng ta. Thành ra mình sẽ chia sẻ với các bạn ở đây nhanh. Ok, vâng, thì bây giờ trước hết cũng xin giới thiệu với các bạn là về cái lẽ nhiên cái tựa đề của cái sản phẩm này là hỗ trợ năng lượng và hormone và tâm trạng tinh thần của mình nhé các bạn. Thì đây là tên của mình, đây là những bằng cấp của mình, là Medical Lab Scientist, khoa học gia về khoa học xét nghiệm, và có bằng cấp chứng nhận bởi cái bác sĩ xét nghiệm Hoa Kỳ. Và đồng thời mình cũng có thạc sĩ về quản trị kinh doanh. Đây là email của mình và đây là số điện thoại của mình. Nếu các bạn muốn liên lạc để hỏi thăm thêm về sức khỏe, thì đây là những cái mà những tuyên bố này mình cái lời mà nói để bảo vệ theo luật pháp, bảo vệ mình theo luật pháp của Hoa Kỳ nhé các bạn. Thì đây là cái lời mà mình có thể các bạn có thể đọc nhanh. Rồi thì bây giờ nói trước á, là cái Q Vitaline Men. Vitalize có nghĩa làm sống lại, làm khỏe ra, làm mạnh lại đó các bạn. Thì nó là một cái sự kết hợp, cái lọ này nè là sự kết hợp của 6 loại thảo mộc có khả năng thích ứng và một loại axit amin nhằm đáp ứng cái nhu cầu dinh dưỡng của nam giới các bạn. Thì các bạn có biết rằng theo thời gian nồng độ testosterone có thể thay đổi và gây ra hàng loạt tác động, cộng thêm với cái sự căng thẳng, thiếu nghỉ ngơi và chế độ ăn uống kém của mình, kết quả là năng lượng thật thấp và thậm chí còn bị, nếu mà không bị trầm cảm là may rồi đó, nhưng mà mất cơ và giảm luôn cái sự ham muốn tình dục các bạn nhé. Thì đây là những ba cái lợi ích của cái anh chàng Vitality này, Vitalize chứ không phải Vitalize. Ok, thì nó tăng cái hiệu sức năng lượng và thể chất cho mình. Cái thứ hai là nó tăng cái tâm trạng và cái hoạt động tinh thần cho mình. Và cái thứ ba là nó hỗ trợ cái testosterone và sức khỏe tuyến tiền liệt khỏe mạnh cho mình. Thì các bạn biết rằng các cái nam giới mà sau 40 phải để ý cái tuyến tiền liệt của mình, tại vì dễ bị sưng và từ từ đưa đến ung thư các bạn. Thì đây là sản phẩm cực kỳ tuyệt vời để bảo vệ các cả tất cả về cái phương diện năng lực và hormone nhá, và tinh thần của mình là như vậy các bạn. Thì cái kế tiếp lẽ như là Q Vitalize for Women, cho đàn bà. Thì các bạn có biết rằng là trong nhiều thế kỷ đó, thì khắp thế giới đã coi trọng cái đặc tính giúp trẻ hóa, đàn bà ai cũng thích vậy và được khỏe mạnh nữa. Thì trong này nó có cái chất axit amin, nó là nền tảng cho hầu hết các cái sự sứ giả về sinh hóa trong cơ thể của mình, cũng như sức khỏe và chức năng tối ưu cho mình. Thì cùng với nhau đó, các loại thảo dược đây và amino, cái thành phần nó ở đây các bạn đó, và amino acid mang lại sức sống và năng lượng mà mình cần mỗi ngày để mình có thể trở nên vui tươi hơn và tràn đầy năng lượng nhé. Rồi đặc biệt là càng già lẽ nhiên mình sẽ càng cần các bạn nhé. Rồi như vậy là những bạn nào làm những cái nghề cực lực như là trong computer, trong bệnh viện, rồi kể cả ngành nail nữa, các bạn nên dùng sản phẩm này nhé. Thì nó làm trẻ hóa các cảm biến bên trong cơ thể của mình để tất cả các hoạt động được hài hòa với nhau. Thì khi cơ thể mình được điều chỉnh tốt, cái hormone mình được cân bằng, thì tất cả các chức năng trong cơ thể và não của mình có thể hoạt động để mà cái suy nghĩ mình được bén dạy, tức là nó tốt cho cái hệ thống thần kinh của mình luôn, tăng hiệu suất thể chất cho mình nè, rồi cân bằng cảm xúc và tăng cường năng lượng tình dục cho mình ha. Thì đây là những lợi ích mà nói tóm lại là các bạn tăng năng lượng và trương lực cơ cho mình cơ ha, rồi hỗ trợ cân bằng hormone và tâm trạng, khả năng chịu đựng nhiên liệu và tuổi thọ. Và cái 8 cái thảo mộc ở đây nó hỗ trợ thích ứng cái mức estrogen khỏe mạnh cho mình. Thành ra các bạn nào mà tiền mãn kinh rồi hậu mãn kinh đều cần cái này. Thì nói tóm lại sau 35 tuổi, 40 tuổi trở lên là mình đều cần cái sản phẩm này các bạn. Thì cái axit amin nó giúp cho phản ứng căng thẳng của mình được lành mạnh, tức là mình bớt căng thẳng đi. Thì các bạn biết rằng á, là cái sản phẩm nào cũng vậy, mình muốn
nhấn mạnh với các bạn đây là những sản phẩm sạch sẽ, là tại vì nó có cái quality assurance standard, tức là những cái tiêu chuẩn điều khiển chất lượng mà để cho giúp cái sản phẩm này á, nó an toàn và dùng trong sạch tinh khiết và an toàn cho mình ha, là do những cái tiêu chuẩn này. Rồi đồng thời nó cũng có cái được được chế tạo dưới cái hệ thống mà gọi là cGMP, tức là Current Good Manufacturing Practice, mà bởi cái cơ quan khoa học sức khỏe Hoa Kỳ. Thì ở đây có nghĩa là những cái trong khi mà những cái cách chế biến thực phẩm cho chúng ta xài đó, nó phải qua cái sự mà chế biến ra qua cái tốt tốt lành, tuyệt hảo, chứ không thể nào mà dơ bẩn, hay là không thể nào mà nhuộm bẩn, hay là không thể nào mà không tinh khiết được các bạn nha. Thì với hai cái chất lượng này á, đủ chứng minh rằng sản phẩm này sẽ an toàn cho mình là một, và dùng suốt đời không có hư lực phụ tặng cho mình của mình là hai. Và do đó cái những cái dược thảo trong này họ để trong này là tinh khiết, và do đó most likely, tức là gần có thể nói chắc chắn rằng sẽ hiệu quả các bạn. Rồi, và hiệu quả đã được minh chứng tại vì cái sản phẩm của công ty này, của Q Sciences, là trên thị trường Mỹ là 12 năm rồi các bạn, và trên 27 quốc gia. Rồi một lần nữa mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một bài nói chuyện sau. Thank you. Goodbye.